chào lại gia đình của con. Đây là thành trong một sóc Florida. Lại nói tiếp một ngày nữa, hôm nay là ngày chủ nhật. Hôm qua tôi bán chợ đêm ở ở đây kêu Sài Gòn cho đêm. Chợ đêm hả? Hello Night Market. Hello Night Market ở Florida, ở St. Petersburg. Kìa, đó, đậu đó đi, không được à? Có vợ đồng minh có gì đi đâu quay khỏi đường đi đường vợ mới có đường chắc cũng đi hết chứ. Thôi mời bà con tối nay đến chợ chợ ăn hôm qua. Chợ đêm. Chợ đêm báo cáo nha. Hôm qua vợ chồng chúng con bán heo đường giả cầy nè với gì ta? Hóa chúng ta rất là thành công luôn. Bán ở đó là bà con mua năn nỉ mua luôn. Ăn ngon thấy mồ luôn à. Hôm nay là để bán nhẹ nhẹ thôi. Bán cho vui thôi. Bán nhẹ nhẹ. Nếu bán là muốn hẹn gặp anh em trên YouTube bốn con trời gì đây chung vui thôi. Có chả cá nữa, bữa nào có chả cá đặc rồi biệt lắm. Tối nay có đứa em có bán chả cá ngon lắm nha, vừa bán tươi, bán chiên rồi bán ship tới nhà luôn nha. Ship tận nhà luôn, như toàn nước Mỹ luôn á nha. Rồi xin chào anh em YouTube. Giờ vô sơn thành trăm mình nhớ ủng hộ lẫn nhau nha. Thì vô theo chân chúng em vô trong đó. Ủa ông Thiên này xuống nè. Trời ơi đánh cao vậy. Đó bữa nay tăng cường thêm hot boy nè, bán chả cá nữa nha. Ủa đó là lần đầu tiên làm mà không biết ra không biết làm gì luôn. Vậy hả? Từ từ quen à. Đó đầu chỉ có lực kế. Ở dưới thì vui. Vui. Đó, phải không? Hàng đánh ra được không? À, mới ngủ được 2 tiếng đó. Em nãy em ngủ được 10 phút á, phải không? Sáng em chạy xuống Sarasota làm chuyện này nữa. Còn những cái giấc ngủ càng thu được rồi. Ngủ luôn không có vậy nữa. Để đi mau lửa ra. Có nào không được chị? Bữa nay bán gì? Bữa nay hai chồng bán gì? Thân. Bán thân tối ngày thân có không? Thân có là quá rồi. Đâu ngồi đâu nghe là cầm này cho mẹ đi mẹ còn nữa. Ủa chỗ này đề máy rồi. Tôi xé cửa. Anh. Bánh cửa luôn rồi á. Rồi đi. Kìa kìa nó qua đi. Đó, nào. Hôm nào qua khiêng. Mệt nay có xe đẩy đỡ mệt nè. Ê bài gì con rồi. Mẹ chơi thôi. Ở đây là biết là bắn ngại rồi. Đây là quán bún mù Huế nha. Cho lòng. Tuần nào cũng có giống vậy hết á, bún mù Huế nè. À, cháo lòng lại vô. Ờ con này cháo lòng. Cháo lòng miền Tây đó. Yeah. Còn này bún mù Huế. Huế miền gì? Bún mù Huế này. Miền Trung phải không? Miền Trung. Đây, Tây không Tây đâu ấy. Dạ. Ít đâu nữa. Ít đâu phải đầy đủ rồi đó. Đây đó không? Đầy đủ. Đó, này, đây bún mù Huế nè, đó chả nè, bò nè. Đây cháo lòng này đó. À, có giò chú quẩy nữa nè. Bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần? 12 đồng một phần. Như nhau. Cái nào? Biết luôn nè thấy không? Có cho chú quẩy đó. Ồ, biết phò đa ngon đó. Biết luôn nè. Bên kia có bánh cháo mà cháo đồ biển cho nó hết hết bánh nhiều quẩy qua đây xin nha. Ok, ai bán cháo đồ cháo đồ biển. Vậy hả? Ừ. Thôi hả? Ok. Cháo cá seafood. Ồ, cháo cá seafood đồ ngon à. Ờ, cho mấy ông nhậu mà, giải trí thôi. Đó, đây có chảo gì chấm. Trời ơi, giờ này được rồi. 6 giờ rồi đó. Bún mò Huế cháo lòng mọi người ơi. Ghê chưa? Thấy mấy trẻ em ở Mỹ chưa? Hỏi 5 đồng. Nó bán hỏi 45 đô. Đúng là một hộp, một thùng luôn á hả? Một thùng 20 pound mọi người ơi. Rẻ quá vậy? Nếu như mọi người muốn mua một trái là 3 đô một, 3 đô một thùng. Một thao. Ồ. Mang về. Hello. Đức Bê Thui. Ở đây cái gì vậy? Bánh khọt, bánh khọt. Ủa bà làm YouTuber hả bà? Yes. Đây đây nước ngoài thử bánh khọt nha. Oh, hot. Be careful. Do we dip lại fish shot. Ôi trời ơi, quán của mình nè, Florida đặc sản luôn. Hôm nay nhiều món quá ha. Ở đây là chuyên cung cấp luôn á. Chả cá măng luôn á, bán đi ship đi bang khác luôn á.
đồ biển thôi. Hả? Ngon á. Ngon. Nhà có cá tươi á. Cá tươi lắm. Ồ, chả cá chiên một phần sao? Như vậy nhiêu? Này 7 đồng. 7 đồng. Ờ. Ủa bữa nay có bắp nữa hả? Có bắp nữa chị muốn quay bắp hay là quay em? Ủa bắp mà bắp thấy cầm camera làm gì ở YouTube hả? Nước mỡ hành hả? YouTube hả? Nhớ quay em nhiều quay bắp nha. Ờ, đúng rồi đó. Ôi, đại ca mà đi nướng bắp ghê trời. Ừ. Ôi nhìn gạch đeo vàng quá trời đi vàng luôn nướng bắp. Đeo vàng giả không ạ? Vàng giả không ạ? Gặp thiệt ai dám đeo. Ừ, vàng giả không ạ, nhưng mà đụng vô chết tay nha. Giờ này là xôn xao xôn xao. Bỏ nước trước rồi đã la lên đúng không? Bạn đi một phố thị hát sao vậy? Đi một phố thị hả? Không biết. Khi vũ trụ lên đèn thành phố ngã nghiêng men dù sai mềm. Đồ kia thật ngầu chưa? À. Đây quán của Thành Trâm có thêm cô này nha. Cô này bán bánh gì đây cô? Dạ bán chả cá, bánh mì chiên tô. Trời ơi. Ồ nhúng, nhúng đó. Nhúng vô, chiên. Lấy con tôm vô. Nghiêng trước tấn qua đây đi. Nghiêng nghiêng cái đâu ra đó. Nóng quá nha. Bây giờ bưng cái chảo của mẹ qua đây luôn nè. Ôi, sao nóng vậy? Là anh tôi đang cụt tay nữa. Ai mở lên vậy? Nó mở chi vậy? Ê mở lên vậy? Em mở lên vậy? Trời ơi. Hôm nay mình có cây live stream rồi. Quay cho mọi người thấy. Hôm nay mình chưa ăn rồi. Nấu này thôi. Bỏ chả cá cái giữa được không? Được không? Nhưng mà ok không? Ủa, ok 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 la luôn á. Chơi lớn. Yeah. Bỏ chả cá lên kìa. Món lạ luôn á. Bỏ chả cá. Bỏ chả cá tươi lên thử đi con. Rồi chưa lớn. Ha. Đó. Nhấc cái cá lên. Ủa cái đũa không có hả? Có đũa lắc hả? Có đồ cắt. Cái đồ lắc. Yeah. Dài quá. Cắt dễ hơn. Đây chả cá rất là ngon luôn đó nha, cho ăn thử tại chỗ luôn. Nè, thử luôn. Cái này là 5 đồng rồi không? Cái này là 5 đồng. 8 đồng. Bánh mì nè. Bánh mì á? 7 đồng. Bánh mì là 5 đồng. Bánh mì 5 đồng. Bánh mì tôm chiên. Đúng sao? Chả cá lên, chả cá lên nha, đây. Cái này là một bao là bao rồi. Ok không? Ok à. Ok đáp. Ok ok. Bánh mì chả cá. Chả cá chiên. Dạ. Bánh mì tôm chiên. Đúng rồi, thấy không? Không đụng hàng với ai luôn á. Đấy, chúc ăn cái thịt bánh mì chả cá này. Ngon, thật lắm ngon mà. Cá sống luôn. Anh chị em nào trên YouTube muốn mua cá sống à, chả cá sống ship đi xuyên bang không? Đây nè cho coi. Nhớ đi. Free case chả cá măng Florida. Yeah. Có logo luôn. Trời hot boy đứng cho thử người ta ăn đi, đứng đó múa gì đi. Nó. Đứng đó đúng rồi. Cá Florida nè. Dạ. Thử miếng chả cá hả anh đẹp trai? Hả chả cá nè. Anh nữa đi ra đó đứng kiếm vô. Anh ra mới kiếm vô nữa. Ra ngoài đứng kiếm. Cầm em cho bia luôn anh ơi. Hello, xin chào tất cả đồng bào trong gia đình lớn. Đây là hôm nay có làm bún bì xì tà nè, là tài tử đó. Không. Đây. Đây của anh. Đây, của anh rồi, tài tử. Đây, đây là bánh mì chả. Dạ, đó, đây nè. Hôm nay đứng cao lên xíu tụi mình quá cao đứng cao xuống. Em ơi. Yes.
giờ mà giờ camera thứ em. Mẹ bán gì bút lẹ lẹ vậy em? Cháo. Cháo này cháo gì vậy em? Không biết có ai mua không, chưa thấy gì hết. Ở đây có cháo lồng đại hai giá nè, có ai cháo lồng lại tôi bán cháo đồ biển nè, cháo lồng. Cháo đồ biển nè. 5 đồng tô bây giờ được bán là 2 đồng rưỡi tô thôi, ai mua hàng không? Rồi đi bán trước nè. Bên đây bán gì em? Dạ tùm lum món hết trơn anh. Tùm lum là chờ cái nè. Bên đây mấy anh trai đi vừa đẹp trai mà vừa siêng năng á, là đi làm ngày không đủ cho tủ làm đêm đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đây cái gì thép dẫn gì? Dạ cái đó hùng bình lộn nướng. Trời đã vậy. Một cái vậy bán bao nhiêu? Dạ một cặp, bán một cặp là 9 đồng. Dạ. Đố cho anh cặp đem mua hàng. Ok, nướng cho chai cặp cặp hai cái này. Đừng cặp hai cái đừng cặp. Nay bờ cặp cặp thịt lộn đúng không đây? Thịt lộn là bạn có. Dạ. Thịt lộn mà nướng lại đó. Thịt lộn nướng mắm me. Vô cái nhân hàng này tên gì em? Dạ, Siêu Street Food. Siêu Street Food. Ở trong cái góc là chợ đêm vô, sát góc đây nha. Chào cô. Thôi em này vừa đẹp vừa đi bán chợ nó dễ thương quá. Cảm ơn chị. Bên đây với tí có anh em ruột thấy giống nhau rồi. Dạ đúng rồi em lúc anh. Ờ anh quay phim đây đừng có chém anh nha. Quay. Phải không? Thường làm máy lạnh á. Ờ vậy hả? Ờ, làm máy lạnh cho anh Ray. Anh Ray hả? Ờ. Bữa em ra cái sữa đi chứ mà lạnh nhà anh lần. Ray dễ thương hả? Ờ. Không, anh thấy anh em Florida đây, người nào thấy cũng dễ thương, anh thấy chất phát. Anh đâu tới? Anh Virginia. Anh về đây được 10 năm rồi. Đây là bán đủ thứ hết trơn, hộp vịt lộn nè. Lộn nè của anh đây nè rất là ngon và rất là nấu rất là ngon luôn đó. Đây có lò này tự chế nha, lò này tí tự chế nè đó, thêm mới bỏ cho nó về lát nấu lên nó sẽ ra như thế này. Phần bao nhiêu gì? Phần nhiêu hả? À. Nó đâu phần theo quay bao nhiêu? 16 đồng một phần. 16 đồng phần nha. À, để bên đó đi. 16 đồng phần heo quay. Có sao ra đâu. Ở đây là ở vịt lộn nè. 16 đồng, bên đây là 6 đồng. Giờ anh em mở cửa trứng nè. Ok. Anh nghĩ đóng liễn không? Rồi em. Ok. Chào mời. Mời mọi người nha. Mời bà con nha. Hộp vịt lộn nướng nè, 3 đồng trứng nè. Ăn thử cái hộp vịt ở đây với hộp vịt Việt Nam giống nhau. Cắn cái thơm mùi rộng. Rộng quá. Nó quen đi. Quen đi. Tôi đi. Đây nè chị, đây nè chị. Chị kìa. Đây nè. Khách tới đông quá rồi nha.
bán gì vậy? Dạ, mì quảng. Mì quảng bao nhiêu một phần? 13 đồng một phần. 13 đồng mì quảng nha bà con. À, đẹp, đẹp trai đẹp gái. Tháo rừng hôm nay hết rồi. Tuần sau. Xem bộ lượng em. Hả, chè dưỡng già hả? Tưởng chè ăn vô dưỡng già nữa. Đây là lâu câu bơ. Lâu bơ dạ. Lâu bơ. Đó xong đi đâu? Này ở nhà làm mà làm nhà nấu hả? Ngủ uống mát không? Là tối ngủ khỏi đội nón luôn không? Bây giờ cô có bỏ chả cá vô không? Ê, chả cá đó. Ngon, chả cá ngon. Dạ. Chả cá ngon lắm á. Chả cá hả? Dạ, con mới chế ra đó. Rất là ngon. Mua hai cái thử mới được chứ. Dạ, từ sau thứ bảy. Anh ở đâu tới? Ở đây ở dưới Bắc Lan đó. Ok. Nhưng đúng tiếng. Nhưng bé nó 6 tuần tuổi rồi đó. Vậy hả? Bé đẻ 6 tuần. Trời ơi. Đây là cái trung thành của hai chồng nè. Ôi dữ hơn quá vậy. Hai chồng nó xuống đó. Trời ơi, bảo là bữa trời mưa là không có xuống rồi. Dạ. Bữa hai chồng xuống. Ủa, có gì xuống chơi không anh chị? Dạ. Anh chơi anh lại đi. Hai chồng anh á, lên rồi like rồi xe rồi cái con nó xe lúc xuống chân xuống là ăn cái món canh bún rồi cái món canh bún chỉ nấu tự nhà đó đẩy ra buổi chiều nhá không rồi mày quạt tắt nữa rồi ngày xuống không có rồi đừng thân dạ. Ủa chim ở phòng nó nghỉ mới đúng là chả cá đúng không? Mua về với chim thôi. Còn nếu mà chưa màu cũng có không con? Lúc nào cũng có hết. Dạ. 300 kho gọi cái mà chim cũng tới nơi đó. Wow. Mình nêm nếm sẵn hết rồi. Dạ. Nếu tại vì mình đem ra đó mình chiên phải nêm nếm mà. Còn dạ. Còn đúng là hàng của mình có. Ồ ồ đúng rồi, nếu mà ship đi không có nêm nếm nha. Không có cái gì. Về mà các bạn phải tự bỏ hành ha, là bỏ những gì mình thích bỏ vô nha. Trời có chỗ ngồi ăn lý tưởng dữ vậy ta. Ủa? Tông nè. Hả? Nhớ tông không? Nhớ nhớ. Ủa cái này nướng chưa ta? Cái này nướng chưa? Chưa đang sống mà. Chưa nướng hả? Bao nhiêu con? À, 7 đồng, 7 đồng con. 7 đồng con? Mua 10 con tặng 2 con. Dạ. Ồ, quá trời hải sản rồi luôn á. Nè ăn cua Canada, ủa cua Cà Mau. Dạ đúng. Bao nhiêu một con vậy? Cái này 30 đồng một con ạ. À. Ồ vậy hả? Dạ cua Cà Mau. Dạ tại đi qua bằng máy bay hay bằng dạ bay thuyền. Bay. Này bánh kẹp nha, bánh kẹp, bánh kẹp. Bánh kẹp. Bánh kẹp.
dừa cá luôn á. Có dừa cá luôn nha. À. Anh muốn ship đi từ bang nào? Thôi đây nè, tên nè. Chả cá măng. Ship tới nhà luôn nha. Ủa sao cô? Nó trong hình tóc quăng rồi cô, ở ngoài không quăng rồi cô, có quăng không? Nhưng mà hôm đó là chụp hình cái tóc quăng, bữa nay mình vừa muối nó lên mình đi nấu nướng rồi. Nè thấy không? Chuyên sản xuất cung cấp sỉ và lẻ chả cá cấp đông chiên trên toàn quốc. Có số phone nè 727 560 2082. Còn muốn cả trái mặt luôn ra đây, cả trái mặt. Đây nè, chả cá mập đây nè, nguyên cái mập đây nè. Nè, thấy tiêu điện chưa? Đó. Ủa sắp hết cho cá này hả? Hả? Sắp hết cho cá hả? Con khâu này cũng đủ. Ồ vậy hả? Đủ rồi. Dạ đủ rồi hả? Ừ, bắt đầu bắt đầu lên trên con lên. Dạ. Ồ, mình hay hả? Con gỏi nó chứ, con gỏi gì gỏi tôm thịt thì sao? Tại ngày đầu tiên quá, ngày đầu tiên đi. Thôi, thử bánh mì. Ăn bánh mì đi, mì thơm á. Bánh mì chả cá đi. Bây giờ đây cho cô vài cá. Bánh mì chả cá nè Tung. Không phải chả cá. Không phải chả cá đâu. Chả cá. Không phải chảy đi. Chả cá hải sản. Tay vô. Có đồ gấp không? Có đồ gấp. Tối đâu bụng ăn. Em ơi em ơi. Hello. Thấy. Chị Lan á hả? Chị có ra đây hả? Một phao nhiều nhiều. Bây giờ sao nhắc một phao. Một phao rồi nhắc. Một phao nhắc đi. Một phao nhắc phải không? Cắt đều dữ sợ luôn á. Hồi xưa cũng chặt mà chặt bỏ nghề luôn này không? Chặt lát cho bỏ ra luôn. Thiếu rồi. Đó một phao quá hả? Một phao quá hả? Nhiều quá. 15 đồng phao nha. Mày vô mày vô. Ủa lên 16 rồi hả? Rốt cuộc là 15 hay 16? 16 rồi. Lên lên giá rồi, lên nè. Sốt nha. Ôi trời ơi, dầu cá, cá đồ biển. Cháo hải sản. Hải sản. Nó bán cháo hải sản mà đi quảng cáo cho lòng không à.
luôn, thử miếng đi. Thử miếng không? Dạ. Cáo không? Dạ. Đặc sản Florida nha. Chà cá bé Bi ơi, bé Bi chà cá không? Chà cá không con? Chà cá không? Trời ơi, ba đứa luôn hả? Em muốn màu quá, đặc biệt. Ôi, quá trời đặc biệt luôn nha. Có này đủ. Có chanh không? Có chanh không? Có chanh. Anh, em mua quế nè anh ơi. Anh. Thank you. Bún bông quế 12 đồng tô rất ngon nha, ngon thì ngon luôn á, đầy đủ luôn, có huyết, có chả lụa, có giò heo, nè huyết nào huyết ngon anh ăn huyết anh, huyết giống như trên thái bà mình vậy đó, đúng không? Nè, anh múc ra bỏ vô, okay. Bỏ hơn chút. Em rửa tay cái này. Free luôn á, ghê chứ. Giờ là cháu mình free. Đức Bê Thôi. Ai muốn ăn cũng được á. Đem cháu đi, đem cháu cho hàng xóm nha. Đem cháu qua hàng xóm. Sớm. Cháu đem cho đêm. Dạ, cho đêm, cho đêm. Lấy sức trong từng sau. Anh cháu nha, anh cháu. Dạy đi nữa. Đó. Đằng kia, đằng kia, anh đánh trái cười đằng kia. Ờ. Đằng sao có cái cặp đầu quá à. Đảo đuối luôn rồi không? Đâu. Chưa hả? Vui. Vui. Chị biết này là gì không? Không. Cái này á, là cái nguyên liệu chính của cái lô này á, đặc biệt, nó đặc biệt quá. Dạ dạ. Đó là có mắt sườn với sắp sườn. Dạ. Sắp riết ổng nhắc luôn chứ mắt sườn gì. Đâu, dồn vô hết một chỗ. Có phít chợ đêm, có phít chợ đêm. Bao nhiêu một hao vậy? 9 đồng một thao nha, có ai đi chợ đêm ở Florida nhớ ghé nha, địa chỉ là 7725-78 Street North. Hai lớp hạt nha, Florida 33781. Đây, đặt ra, hot boy chưa, hot boy đang xào, co fit nè, đặt chai chưa. Ôi. Địa chỉ là 7725 7725 đường 78 Street North, hai lớp hạt Florida 33781 nha, chợ đêm Florida. Rồi biết xin chào mọi người. Dạ, mỗi thứ sáu và mỗi thứ bảy và chủ nhật lúc 5 giờ đến 10 giờ đêm có karaoke luôn. Yeah. Đây là 5 phao nha, nhiều lắm á, 5 phao không 10 người ăn hết á. Thấy ngon quá mua 2 phao nè. Mua về cho đạt ăn. Còn quên nó còn ngay cái dài đó, còn quên. Vàng đâu dài đó. Trời ơi, nè thơm quá trời thơm luôn. Mua đem về cho đạt ăn đó. Ai mà muốn xuống Florida chơi nhớ ghé quán Confit, Thanh Confit nha. 9 đồng một phao, ăn là nhớ hoài luôn đó. Thôi giờ hai hot boy dọn dẹp nha. Cái bàn này mốt phải để cho khách ngồi luôn, dư quá. Anh chế ra đó. Muốn đẩy đâu đẩy à, muốn
tuần sau mình đẩy ra chính giữa đó anh, đẩy chính giữa anh bán luôn anh. Đó bà con thấy không, trước khi về á, tuần sau mới bán lại thì phải dọn dẹp cho nó gọn gàng lại rồi hạ cái lều xuống. Đó, giờ xin chào bà con, anh về nghỉ ngơi nha. Đó, hôm nay bán được cái 2 ngày mấy à? Ờ. 2 ngày 9 được 3 ngày nữa. Ôi, chứ từng tới chợ đêm vui lắm á. Xin chào bà con.